xét nghiệm máu có thể dự đoán bệnh nhân Covid-19 sẽ chuyển nặng hay không. Hơn 200 điều dưỡng, hộ lý xuất cảnh sang Nhật Bản để làm việc. Tình nguyện viên F0 tham gia chống dịch sẽ được hưởng những quyền lợi gì? Chuyến về quê của 15 người ngồi trong xe đông lạnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật sáng ngày 15 tháng 9 của DKN TV và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Xét nghiệm máu có thể dự đoán bệnh nhân Covid-19 sẽ chuyển nặng hay không. Kính thưa quý vị, một nghiên cứu mới cho thấy sự hiện diện của các phân tử bảo vệ hệ thống miễn dịch đặc biệt gọi là tự kháng thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng phải nhập viện của bệnh nhân Covid-19. Thông thường, hệ miễn dịch có khả năng phân biệt giữa các phân tử lạ xâm nhập vào cơ thể và các tế bào của cơ thể. Nó chỉ tạo ra các kháng thể khi nhận thấy phân tử lạ khi hệ miễn dịch không còn nhận ra phần tử lạ hay tế bào của cơ thể, nó có thể sản xuất ra tự kháng thể, tấn công các tế bào, các mô hoặc các cơ quan gây viêm và tổn thương. Nghiên cứu được dẫn đầu bởi các nhà khoa học tại trường y khoa NYU Grossman của Hoa Kỳ đã phát hiện ra tự kháng thể có trong máu của hơn 1 phần 3 bệnh nhân COVID-19 khi nhập viện. Và các tự kháng thể này nhiều gấp đôi ở những bệnh nhân nhanh chóng chuyển nặng so với những bệnh nhân vẫn khỏe mạnh. Những bệnh nhân có mức tự kháng thể tăng cao này có nguy cơ phát triển bệnh nặng cao gấp 5 đến 7 lần so với những bệnh nhân có mức kháng thể ổn định hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ ban đầu trong máu của các tự kháng thể có liên quan trực tiếp đến mức độ nghiêm trọng của bệnh ở bệnh nhân COVID-19. Vì vậy, xét nghiệm máu có thể dự đoán bệnh nhân COVID-19 sẽ chuyển nặng hay không. Tiếp tục chương trình với những diễn biến đáng chú ý hơn 200 điều dưỡng hộ lý xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Đô Láp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và đơn vị đào tạo phía Nhật Bản là R Academy đã tổ chức xuất cảnh cho hơn 200 ứng viên điều dưỡng hộ lý khóa 8 sang làm việc tại Nhật Bản. Đây là số ứng viên đã hoàn thành khóa học tiếng Nhật và đáp ứng được các yêu cầu của chương trình Phái cử điều dưỡng viên hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, VJEPA. Tính từ năm 2012 đến nay, chương trình đã tuyển chọn, đào tạo và đưa được gần 1.900 ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản. Hiện tại, Đô Láp đang tiếp tục nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn những ứng viên khóa 10 đến hết ngày 30 tháng 10. Ứng viên có nguyện vọng tham gia chương trình, nộp hồ sơ trực tiếp tại Đô Láp hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ số 41B Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tình nguyện viên F0 tham gia chống dịch sẽ được hưởng những quyền lợi gì? Nhằm giảm tải cho nhân viên y tế tại các bệnh viện điều trị COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch sử dụng các tình nguyện viên là F0 đã khỏi bệnh để cùng tham gia công tác chống dịch. Bệnh viện giã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, khu cách ly F0, thực hiện ký hợp đồng thỏa thuận làm việc đối với các tình nguyện viên là những người F0 khỏi bệnh cùng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ đối với các tình nguyện viên này theo quy định. Cụ thể, tình nguyện viên tham gia chống dịch sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng chống dịch và chế độ hỗ trợ tiền ăn, chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian phải ở lại nơi tình nguyện theo quy định tại Nghị quyết số 16 NQCP và nghị quyết số 58 NQCP ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2021 của chính phủ và các quy định khác nếu có. Theo đó, F0 sẽ được hưởng 300.000 đồng một ngày cho một người khi thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Tại khoản 1, điều 2, nghị quyết số 16 NQCP được hưởng 200.000 đồng một người một ngày khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2, điều 2, nghị quyết số 16 NQCP. Đồng thời quy định cụ thể trong hợp đồng hình thức trả lương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Tình nguyện viên F0 được trang bị các vật dụng bảo hộ để bảo đảm an toàn khi tham gia phòng chống dịch bệnh. Tình nguyện viên F0 có nghĩa vụ phải hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng, chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, đồng thời tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh của các đơn vị. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với một cập nhật đáng chú ý. Chuyến về quê của 15 người ngồi trong xe đông lạnh. Sáng 14 tháng 9, anh Hà Văn Danh, 31 tuổi, cùng với con trai 7 tuổi và 13 người khác trải qua một đêm ở khu cách ly số 5 tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Hầu hết mọi người đã trả lại nhà trọ. Giờ nếu trở lại thành phố Hồ Chí Minh, không biết sẽ xoay sở thế nào để sống. Anh Danh nói với phóng viên báo VN Express qua điện thoại. Hơn chục năm trước, anh Danh từ quê Quảng Trị vào Sài Gòn mưu sinh anh làm nghề tự do, buôn bán lặt vặt, sống qua ngày. Hơn 3 tháng qua, xung quanh xóm anh trọ ở quận Bình Tân xuất hiện nhiều F0, cuộc sống bỗng bị đảo lộn. Cậu con trai từ quê vào Sài Gòn chơi với ba mẹ từ đầu mùa hè cũng bị kẹt lại do dịch bệnh. Bé từng chậm đến trường một năm, nếu không về kịp sẽ trễ lớp 1. Từ đó anh Danh mới đánh liều để đưa con trai về quê còn vợ của anh vẫn ở lại. Thông qua người quen, anh danh liên hệ với một đầu mối có ô tô đưa người về quê. Hai cha con và một số đồng hương sống gần đó đã được phía nhà xe yêu cầu đi xét nghiệm Covid-19 để lấy giấy chứng nhận kết quả âm tính. Ngày 12 tháng 9, ô tô đến nhà đón họ, sau đó chuyển qua xe khác đi lòng vòng tránh một số chốt ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cả nhóm được chuyển qua xe 7 chỗ khác, biển số Thừa Thiên Huế đang đợi. Sau hơn một tiếng lăn bánh, xe dừng ở Long Khánh. Tài xế đã yêu cầu 8 người chuyển qua xe đông lạnh để qua chốt. Khi đó, 7 người trên ô tô biển số Bình Dương cũng sang xe ngồi chung. Anh Danh cho biết rất ngỡ ngàng vì trong thỏa thuận nhà xe không có nói việc phải ngồi trong xe đông lạnh trung chuyển các tài xế Trấn An nói chỉ cần qua một chốt Đồng Nai và một chốt đầu tỉnh Bình Thuận sẽ sang xe trở lại bình thường. Vì muốn về quê nên tất cả 15 người đều phải chấp thuận. Xe chạy, tài xế tắt máy lạnh, hồi sau lại mở, hồi lại tắt. Nên trong thùng nóng bừng, ai cũng vã mồ hôi. Anh kể và đã cảm thấy bất an vì có con nhỏ đi cùng hơn một giờ ngồi trong thùng, đến 22 giờ đêm, lúc cửa được mở ra, nhìn thấy cảnh sát, anh mới biết đã bị phát hiện. Khi đó, xe đang đậu trước quán ăn trên quốc lộ 1 ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Hai ô tô bảy chỗ trước đó cũng đã bị phát hiện khi đang dừng chờ đón người, cách đó chừng 4 km. Anh Danh lo lắng kể lại. Lúc bị đưa về chốt làm việc, mình cũng như nhiều người khác thức trắng đêm, vì sợ sẽ bị trả về nơi xuất phát. Là người nhập chung nhóm ở tỉnh Đồng Nai, anh Nguyễn Văn Luân, 28 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, lúc đó rất lo lắng. Anh cho biết làm công nhân công trình ở trọ nhà người quen tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mấy tháng nay thất nghiệp, không có thu nhập. Thấy khó trụ vững nổi, anh liên hệ với người có ô tô chở thuê. Họ tính giá chọn gói 5,5 triệu đồng một người khi nào về tới nơi mới thanh toán. Anh cho biết, chiều hôm đó anh bắt taxi đến Biên Hòa, sau đó lên ô tô 7 chỗ biển số tỉnh Bình Dương cùng với nhóm người đồng hương. Anh và mọi người cũng không biết trước việc sẽ ngồi trên xe đông lạnh trung chuyển qua chốt kiểm dịch. Sau khi bị cảnh sát phát hiện, anh nghĩ con đường về quê chắc đã bế tắc. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, mình rất mừng vì được tỉnh Bình Thuận xem xét để cho về quê, anh nói. Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, chuyến xe đưa 15 người về quê sẽ xuất phát vào sáng nay 15 tháng 9. Vị lãnh đạo tâm sự, hoàn cảnh của họ đáng thương hơn đáng trách, chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí xe cộ, ăn uống dọc đường cho họ. Ông Tùng cho biết thêm, tỉnh đã gửi công văn đến 3 tỉnh, Quảng Trị, Nghệ An và Hà Tĩnh, cùng phối hợp để bàn giao người, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Trong khi đó, tại cơ quan công an, bước đầu tài xế xe đông lạnh đã khai nhận, đã nhận chuyển 15 người qua các chốt, với giá là 700.000 đồng một người. Hai tài xế xe 7 chỗ thừa nhận đã thuê tài xế này chở người từ Long Khánh qua Bình Thuận. Sự việc đang được mở rộng điều tra. Trước mắt, Thanh tra gia giao thông tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định xử phạt công ty sở hữu xe đông lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh số tiền 15 triệu đồng. Chủ hai xe 7 chỗ, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Tổng cục Đường bộ thu hồi mã QR của xe tải đông lạnh nói trên được cấp vào ngày 13 tháng 9. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.